À, quý bà con, thưa quý bà con, cập nhật giá ga hôm nay ngày 2 tháng 7 tiếp đà tăng. Theo ghi nhận, mức điều chỉnh hơn 2,5%. Các nhà giao dịch đã lạc quan hơn về nửa cuối năm 2023 khi sức nóng mùa hè bắt đầu khuấy động nhu cầu làm mát bằng khí đốt nhiều hơn. Theo đó, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa 403 đồng bình 12 kg và 1.678 đồng bình 50 kg. Tương tự, công ty cổ phần kinh doanh giá ga Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết từ ngày 1 tháng 6 giá ga giảm 35.000 đồng một bình 12 kg và 131.250 đồng bình 45 kg. Vì vậy, giá ga lẻ đến tay người tiêu dùng là 384.000 đồng bình 12 kg và 1.443.000 đồng bình 45 kg. Theo các công ty ga, do giá ga thế giới tháng 6 chốt ở mức 44 USD tấn, giảm 110 USD tấn so với tháng trước, nên các công ty điều chỉnh giảm theo. Ông Lê Quang Tấn, phó công ty giám đốc công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết, mức giá giảm này đúng như dự báo sau khi giảm đến 58.000 đồng bình hồi tháng 4. Đây là tháng thứ hai giá ga tiếp tục giảm mạnh. Từ đầu năm đến nay, giá ga có 4 tháng giảm với tổng cộng 123.000 đồng bình 12 kg. Thông tin giá ga vừa rồi đến đây cũng hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong video tiếp theo.